Vào tháng 1 năm 1977, khi đất nước đã thống nhất, non sông thu về một mối gần 2 năm, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư, đại hội đảng đầu tiên sau ngày nước nhà thống nhất vừa mới diễn ra, đã định ra những quốc sách lớn cho một kỷ nguyên mới của dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Trong niềm vui chung của dân tộc, của đất nước, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ với Đảng mùa xuân. Xuân của đất trời, xuân của lòng người đã hòa chung trong mùa xuân của đất nước. Đẹp từ mái tóc xanh đầu nguồn Bắc Bó, đẹp đến gót chân hồng đất mũi Cà Mau, một mùa xuân 4.000 năm mơ ước. Năm 2020, tròn 90 mùa xuân ánh sáng của Đảng soi lối chỉ đường, đưa cả dân tộc Việt Nam làm nên những kỳ tích trong hành trình giữ nước và dựng nước, sánh vai với bạn bè Nam Châu. Bài thơ với Đảng mùa xuân của nhà thơ Tố Hữu vẫn vẹn nguyên mạch nguồn cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào và thôi thúc mỗi người sống đẹp hơn, tốt hơn để viết tiếp truyền thống hào hùng 90 mùa xuân của Đảng. Chương trình tọa đàm Chào xuân 2020 với Đảng mùa xuân sẽ có sự tham gia của Thạc sĩ Lê Thu Huyền, khoa xây dựng Đảng, trường chính trị Lê Duẩn. Ông Đinh Như Gia là người duy nhất ở Vĩnh Linh, Quảng Trị được phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lao động trong kháng chiến chống Mỹ. Thạc sĩ Cao Hải Vân, người đã xuất sắc đoạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm Chào xuân 2020 với Đảng mùa xuân. Và xin thay mặt những người thực hiện chương trình tọa đàm hôm nay, trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Lê Thu Huyền, khoa xây dựng Đảng, trường chính trị Lê Duẩn, anh hùng lao động Đinh Như Gia và Thạc sĩ Cao Hải Vân đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm hôm nay. Và trước khi cùng trao đổi với các vị khách mời, xin mời các vị khách mời và quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một phóng sự sau đây của chúng tôi. Năm 1929, tại đình làng An Tiêm, chi bộ cộng sản được thành lập, trở thành một trong ba chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Với mảnh đất vốn có truyền thống yêu nước, nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất, sự ra đời của chi bộ cộng sản ở An Tiêm là một tất yếu khách quan, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào yêu nước ra đời trước đó. Sự ra đời và vai trò hạt nhân lãnh đạo cách mạng của chi bộ An Tiêm cũng như các chi bộ Tường Vân và Tân Tường ở Cam Lộ đã tạo sức lan tỏa lớn và tiếp thêm sức mạnh cho phong trào cách mạng. Góp phần vào việc chuẩn bị về mặt tổ chức, tiến đến thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ngày 21 tháng 4 năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Và từ đó cho đến sau này hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì dân làng An Tiêm, các tổ chức xã hội của An Tiêm cùng với chi bộ là đấu tranh không ngừng và quyết liệt. Thực tế phong trào đó đã đưa lại những kết quả rất là khích lệ. Trong kháng chiến 9 năm chống Pháp, từ năm 1947 đến năm 1954, chiến khu Ba Lòng là nơi đứng chân của bộ đội, trung tâm lãnh đạo kháng chiến, nơi diễn ra các đại hội, hội nghị, cuộc họp có tính chất quyết định đến sự chuyển biến của công cuộc kháng chiến ở địa phương và khu vực. Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Quảng Trị lần thứ 2 vào tháng 11 năm 1947, lần thứ 3 vào tháng 3 năm 1949, lần thứ 4 vào tháng 4 năm 1950, Hội nghị phân khu ủy Bình Trị Thiên vào tháng 4 năm 1948, Hội nghị dân quân du kích toàn tỉnh vào cuối năm 1948, Đại hội phân khu Bình Trị Thiên vào đầu năm 1949, Hội nghị dân quân chỉnh đảng ba tỉnh Bình Trị Thiên về xây dựng lực lượng vũ trang chuẩn bị tổng phản công vào đầu năm 1950 và giữa năm 1952, Hội nghị cán bộ của Ủy ban hành chính kháng chiến vào tháng 9 năm 1950, Hội nghị chỉnh huấn chỉnh quân vào tháng 9 1953. Cái truyền thống của Ba Lòng như vậy, tôi về đây như vậy 40 năm rồi. Truyền thống của Ba Lòng thì chính những tỉnh mà rồi của Trung ương cũng biết đến cái chiến khu Ba Lòng là nơi là kề vai sát cánh đánh giặc ngoại xâm, đánh đế quốc Mỹ. Tôi đi làm cách mạng, sống có đảng, chết có đảng.
nhắn đến như thế hệ trẻ làm như thế nào để phát huy được cái truyền thống của cha ông mình để lại cho là chiến khu xưa. Tôi thì vinh dự được đảng là kết nạp vào đảng, tôi sẽ không ngừng học tập rèn luyện bản thân mình và cộng hiến hết tuổi trẻ ở phục vụ cho quê hương và đất nước. Mùa xuân này, đảng ta tròn 90 mùa xuân. Trong niềm vui phơi phới sắc xuân, người dân Quảng Trị luôn tự hào về truyền thống vẻ vang trong suốt 90 năm đồng hành cùng sự phát triển của đảng. Bước tiếp trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Trị luôn nhớ lời Tổng Bí thư Lê Duẩn căn dặn: sống phải lao động, tình thương và lẽ phải. Càng thêm thấm thía để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức phấn đấu xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại ở An Tiêm, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Quảng Trị và chiến khu cách mạng Ba Lòng, như là một sự gợi mở để cùng nghe các vị khách mời tham gia chương trình tọa đàm hôm nay chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của một người cộng sản với đảng, với quê hương đất nước. Và trước tiên thì xin được nghe chia sẻ của các khách mời về đảng. Thưa anh hùng lao động Đinh Như Gia, ông nghĩ về đảng của chúng ta như thế nào ạ? Qua xem cái nơi chi bộ đầu tiên của đảng ta tại tỉnh Quảng Trị ở An Tiêm, Triều Sơn, tôi thấy đầu tiên trong một cái vùng đế quốc phong kiến nó tàn sát và nó cai trị, nhưng các cha ông chúng ta, các đồng chí của chúng ta, tiền bối của chúng ta là bền gan kiên trí và để làm cách mạng, thành lập cho được hạt nhân lãnh đạo cùng với toàn dân tiến lên dần thì thắng lợi cho đến nay. Từ đó càng nung nấu cho bản thân tôi là một đảng viên Đảng Cộng sản quyết tâm để nối gót cha ông mình đã làm cách mạng. Hoàn cảnh trước nó rất gian khổ, nơi vốn là cái cũng gọi là trụ phủ của tỉnh Quảng Trị, nhưng mà bà con rất là gian khổ. Nhưng nay thấy cái thay da đổi thịt rất mới, kể cả cái nơi rừng núi ở chiến khu Ba Lòng. Từ đó bản thân tôi quyết tâm phấn đấu để trưởng thành và nguyện làm tròn nhiệm vụ, không làm cho để làm sao cho các vị tiền bối của mình ở bên kia thế giới hoặc còn lại vui lòng và yên tâm để bước tiếp cái chặng đường của đảng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bác Đinh Như Gia. Xin mời thạc sĩ Lê Thu Huyền. Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Từ Hữu đã từng nói: đảng ta thật vĩ đại như núi cao, như biển rộng. 30 năm phấn đấu biết bao nhiêu tình, đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập, hòa bình ấm no. Bây giờ đảng ta không phải là 30 năm tuổi nữa mà đã 90 năm. 90 mùa xuân đảng là đạo cách mạng. Cho vậy tôi vẫn xin mượn được những từ mà nhà thơ Tổ Hữu đã nói là để diễn tả, chứ không có cái ngôn từ nào để nói hết, là đảng ta thật là vĩ đại, là đạo đức, là văn minh. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Thu Huyền. Thạc sĩ Cao Hải Vân thân mến, là một người trẻ, bạn nghĩ thế nào về đảng của chúng ta? Đối với tôi thì bản thân tôi rất là may mắn và tự hào khi tôi phấn đấu vào đảng từ rất lâu, và tôi chính là người được kết nạp đảng ngay tại trường học. Chính vì thế mà cái ngày mà được đứng vào hàng ngũ của đảng thì cái cảm xúc trong tôi vô cùng thiêng liêng và xúc động. Giống như những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: ngày vào đảng đất trời như đổi khác, những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt, đá sỏi cây cành sao bỗng thấy thiêng liêng, dòng nói quen nghe, ánh mắt quen nhìn cũng chan chứa trăm điều không nói hết,
Đó chính là cái cảm xúc của tôi khi ngày đầu tiên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, và cũng chính là cảm xúc của rất nhiều bạn đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Và trước sự thiêng liêng đó, trước tình cảm đó dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tuổi trẻ của chúng tôi luôn khắc sâu rằng chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu nỗ lực làm sao đó để chúng tôi xứng đáng là đôi dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Cao Hải Vân. Thưa các vị khách mời, trong dòng chảy lịch sử 90 năm của Đảng ta, thì có những thành tựu quan trọng nào của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong quá trình hình thành và xây dựng Đảng là câu hỏi tiếp theo xin được chuyển đến Thạc sĩ Lê Thu Huyền, trưởng khoa xây dựng Đảng, trường chính trị Lê Duẩn ạ. Nếu nói về lịch sử ra đời của Đảng bộ Quảng Trị, thì chúng ta biết rằng là Quảng Trị là một hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam. Vì vậy mà những dấu mốc quan trọng ra đời của lịch sử Đảng bộ Quảng Trị gắn liền với những cái mốc son chói lọi của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta biết rằng là nếu như ngày 3 tháng 2 năm 1930 thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thì ngày 1 tháng 4 năm 1930 Đảng bộ Quảng Trị cũng được thành lập với ban chấp hành lâm thời. Trước đó là có ba chi bộ đầu tiên của Đảng và ban chấp hành lâm thời cho đồng chí Lê Thế Tích làm bí thư. Khi Đảng bộ Quảng Trị ra đời thì Đảng bộ Quảng Trị đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ đấu tranh để giành độc lập dân tộc giai đoạn 1930-1945. Và thực hiện sứ mệnh giành được độc lập dân tộc thì Đảng bộ Quảng Trị lại tiếp tục lãnh đạo chính quyền và nhân dân Quảng Trị thực hiện công cuộc bảo vệ chính quyền, giải phóng đất nước và thống nhất Tổ quốc. Đặc biệt với sự kiện 1954 thì phải nói rằng Quảng Trị là một hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam ở thời điểm bấy giờ. Và Đảng bộ Quảng Trị đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc giải chủ nghĩa bị thép Vĩnh Liên Anh Hùng để thực hiện công cuộc vừa xây dựng xã hội vừa chi viện cho miền Nam. Và với cái chân lý là không có gì quý hơn độc lập tự do, và lòng yêu nước của người Quảng Trị, của Đảng bộ Quảng Trị cũng như Việt Nam đó, không chấp nhận sự chia cắt đất nước, cắt cử địa phương. Và vì vậy mà một nửa miền Nam bên kia bờ giới tuyến thì Đảng đã lãnh đạo nhân dân miền Nam Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ là cách mạng dân tộc dân chủ với cùng với nhân dân miền Nam để thống nhất đất nước. Và sau khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Nam Bắc thu về một mối, thì tỉnh Quảng Trị được sát nhập vào tỉnh Bình Trị Thiên theo của lệnh của Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Và vì vậy thì cùng với Đảng bộ của hai tỉnh là Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, Đảng bộ Quảng Trị cũng đã lãnh đạo nhân dân và chính quyền và nhân Quảng Trị thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1975-1985. Và phải nói rằng thêm cái thời gian nữa là đến năm 1989, đó cũng là cái thời gian cam go thử thách của cả dân tộc. Chúng ta phải vượt qua cái thời kỳ khó khăn của khủng hoảng kinh tế xã hội, của môi trường xã hội, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Quảng Trị đã vượt qua và vẫn bảo vệ được chế độ chính trị ổn định và quốc phòng được giữ vững. Vâng, thưa Thạc sĩ Lê Thu Huyền, bà đánh giá như thế nào về vai trò lãnh đạo để đưa tỉnh Quảng Trị của chúng ta vững bước trên hành trình phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ạ? Thì xin được nói về cái thời kỳ mà Đảng bộ Quảng Trị lãnh đạo chính quyền và nhân Quảng Trị từ khi tái lập tỉnh từ tháng 7 năm 1989 đến nay. Chúng ta biết rằng là khi vừa tách tỉnh ra thì phải nói Quảng Trị là một tỉnh hầu như xuất phát điểm rất thấp. Cơ sở hạ tầng thì quá nhỏ bé, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế thì hầu như là không có gì. Và trong cái bào bồn bê gian khó đó thì Quảng Trị lại không được thiên nhiên phụ cho một cái điều kiện khí hậu phù hợp. Và chính vì điều đó mà dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quảng Trị đã khơi dậy được ý chí, tinh thần đoàn kết, truyền thống tự lực tự cường và quyết tâm đổi mới, khát khao để mà tiếp tục phấn đấu không mệt mỏi, bền bỉ cho mục tiêu là thực hiện thường nghiệp công cuộc đổi mới. Và cũng chính vì vậy mà những cái thành tựu, những cái nỗ lực của Đảng bộ Quảng Trị đã lãnh đạo chính quyền nhân Quảng Trị đạt được trong cái thời gian 30 năm đổi mới của tỉnh nhà đấy, đạt được trên rất nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội mà có thể lấy một số dấu mốc để khẳng định. Nếu như nói về thành tựu tăng trưởng kinh tế thì với sự lãnh đạo của Đảng bộ Quảng Trị
tỉnh ta đã đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn vừa qua là 7,8% trên năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh. Thứ hai nữa là về cái thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Đảng bộ Quảng Trị chúng ta thì đạt khoảng 44 triệu đồng trên người trên năm và tăng gần 7,6 lần so với thời kỳ trước khi tái lập lại tỉnh. Giấc mơ về xây dựng cầu, trường học, điện không còn là xa vời như cái thời kỳ gian khó ban đầu của tái lập lại tỉnh, mà bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Đời sống xã hội ở nông thôn, ở đô thị càng ngày càng có những cái chuyển biến mới. Và vì vậy thì phải nói rằng tất cả những cái nỗ lực đạt được đó đấy, những kết quả đó là có sự lãnh đạo của Đảng bộ Quảng Trị và sự đoàn kết ủng hộ truyền thống kiên cường bất khuất của nhân dân Quảng Trị trong công cuộc đổi mới. Và điều đó cũng được Đảng và Nhà nước công nhận và trao cho Quảng Trị một cái danh hiệu cao quý, đó là huân chương độc lập hạng nhất trong sự kiện là kỷ niệm 30 năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, trong bài thơ Với Đảng Mùa Xuân sáng tác năm 1977, nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Hãy bước tới, từ đỉnh cao này vời vợi đến những chân trời xa, hạnh phúc ở mỗi bàn tay vun sới, mỗi nụ mầm nở tự lòng ta. Xứ sở mình có đủ nắng quanh năm, cuộc sống ấm ân tình với Đảng. Lớn khôn chung, một sẽ hóa thành trăm, đời rạng rỡ, mỗi con người tự sáng." Vâng, kính thưa quý vị, lịch sử Đảng bộ của tỉnh Quảng Trị cũng được làm nên bởi rất nhiều những con người tự sáng, mà trong đó anh hùng lao động Đinh Như Gia là một điển hình sáng ngời. Trong kháng chiến chống Mỹ, là người duy nhất ở Quảng Trị được phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lao động vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp. 26 tuổi, ông được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được giao nhiệm vụ đại đội trưởng đại đội dân quân du kích kiêm đội trưởng đội sản xuất số 5 Vĩnh Nam, khóm 5, thị trấn Hồ Xã bây giờ, ngày đó là xóm Nam Hồ, xã Vĩnh Nam. Nổi tiếng vì đã sáng chế ra chiếc rồng rọc đưa cùng một lúc 8 chiếc nôi có 8 đứa trẻ từ mặt đất xuống địa đạo Vĩnh Linh an toàn mỗi khi có máy bay B-52 Mỹ ném bom đánh phá. Dũng cảm quên mình trong các trận đánh, bắn trả máy bay Mỹ ném bom rất ác liệt, mà còn rất tài năng, mưu trí trong chỉ đạo sản xuất, giúp hơn 600 hectare đồng lúa, hoa màu của Vĩnh Nam đạt năng suất cao nhất hàng năm. Sau ngày đất được giải phóng, ông tiếp tục đảm nhận nhiều chức vụ lãnh đạo tại địa phương và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Đến năm 2000 thì nghỉ hưu. Kể từ đó đến nay, ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi của huyện. Đó chỉ là cuộc đời bình dị nhưng cao quý của anh hùng lao động Đinh Như Gia. Vâng, kính thưa các vị khách mời, thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm, quả thật là khi xem những hình ảnh vừa rồi thì bản thân tôi cảm thấy rất là muốn cảm ơn những phóng viên, những đồng nghiệp của chúng tôi đã thực hiện phóng sự này, bởi vì nó cho thấy có nhiều điều mà bản thân tôi chưa biết về anh hùng lao động Đinh Như Gia giữa đời thường. Thưa anh hùng lao động Đinh Như Gia, trong một bài báo viết về bác cũng khá là lâu rồi, bác đã từng chia sẻ là đời người có nhiều điều để sống và để tự hào. Và trong khuôn khổ của chương trình tọa đàm hôm nay thì bác có thể chia sẻ những điều để sống, để tự hào của một người đảng viên, một anh hùng lao động được không ạ? Xin mời bác. Trong cuộc sống từ trước đến nay thì bản thân tôi cũng có ít nhiều đóng góp, nhưng phải nói rằng chủ yếu là nhờ Đảng, nhờ nhân dân đã ôn đúc, đã tạo mọi điều kiện để cho mình phát huy, kể cả từ các cụ già cho đến cái lớp trẻ. Vì vậy, cái con la đó của tôi thì chỉ một phần, còn thuộc về nhân dân đóng góp. Tôi có cái cảm nghĩ và chia sẻ như vậy, cho mình phải phấn đấu hết mình để từ nay cho đến hơi thở cuối cùng phải làm tròn cái nhiệm vụ của một người đảng viên và một người công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên đất Quảng Trị thân yêu của chúng ta.
Trong bài báo mà chúng tôi vừa nói thì bác cũng đã chia sẻ rằng là mỗi người dù ở chức vụ, địa vị, hoàn cảnh và công tác nào cũng luôn phải sống tốt và làm thật tốt nhiệm vụ của mình để vì lợi ích chung của cộng đồng, của quê hương. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì bác có thể đánh giá những nhìn nhận của mình về thế hệ đảng viên trẻ trong việc thực hiện sống tốt, làm việc hết mình vì lợi ích của cộng đồng, của quê hương được không ạ? Vì do cái hoàn cảnh hiện nay cái hội nhập tốt và nhân đến cùng nhân, mà cái không tốt, tức là nói một cách khác là cái xấu nó cũng... Cho cái việc phấn đấu đòi hỏi phải kiên định, mà đặc biệt nhất là cái lớp trẻ. Chúng tôi thấy rằng các đồng chí trẻ phấn đấu hết mình, có khó khăn hơn chúng tôi trước đây. Bởi vì chúng tôi trước đây là đánh với kẻ địch sát trước mặt này, mày đó tao đây, kiên quyết đó. Nhưng mà nay cái kẻ thù hiện nay nó nằm, nó ẩn nấp, nó trong những cái hình ảnh có những cái đòi hỏi lớp trẻ là phải có khoa học, có phương pháp, rồi có đường lối, có chủ trương. Đặc biệt là này, có cái chủ trương đúng rồi, có đường lối đúng rồi, nhưng mà cái công tác chỉ đạo thực hiện nó phải cụ thể. Nhưng tôi tin chắc rằng với sức trẻ của mình và số truyền thống của cha ông của mình, con dòng cháu tiên, nhất định lớp trẻ sẽ thành công trong cái giai đoạn đổi mới và kế tiếp sau. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ, những tâm tư vừa rồi của anh hùng lao động Đinh Như Gia. Và xin thay mặt những người thực hiện chương trình kính chúc bác năm mới 2020 thật nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối truyền thống vẻ vang 90 năm lịch sử của Đảng và noi gương những người như anh hùng lao động Đinh Như Gia, sẽ có những người thế hệ trẻ, những đảng viên trẻ đã và đang phát huy sức trẻ nhiệt huyết của mình để cống hiến, đóng góp cho quê hương đất nước. Vâng, người mà chúng tôi muốn nói đến trong chương trình ngày hôm nay đó là Cao Hải Vân. Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 nằm trong khuôn khổ liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Sáng mãi niềm tin theo Đảng. Cao Thị Hải Vân đã ghi tên mình tại cuộc thi ý nghĩa này với việc xuất sắc giành giải nhất. Trước đó, Cao Thị Hải Vân cũng đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Không chỉ được biết đến tại hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019, Cao Thị Hải Vân còn được biết đến với những hoạt động đoàn đầy đam mê và nhiệt huyết của mình. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, những điều mà chúng ta vừa xem về Cao Hải Vân thật là rất là ý nghĩa và rất là tuyệt vời. Cao Hải Vân này, được biết là trong phần thi tranh biện để có thể xuất sắc về đích trong liên hoan báo cáo viên toàn quốc năm 2019 vừa qua thì có một vấn đề rất là phù hợp để chúng ta cùng nói trong chương trình hôm nay, đó chính là lý tưởng của thế hệ thanh niên hiện nay, lý tưởng cách mạng. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này được không? Vâng ạ. Cái vấn đề lý tưởng cách mạng của thanh niên hiện nay chỉ là một trong những cái phần thi của tôi tại liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Và ngày hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ thêm, nói về lý tưởng của thanh niên hiện nay, lý tưởng cách mạng của thanh niên, thì tôi có thể khẳng định rằng thanh niên đại đa số có lý tưởng tốt và đang tích cực phấn đấu xây dựng cho mình tâm trong trí sáng, hoài bão lớn để có thể từ đó đóng góp xây dựng quê hương, xây dựng đất nước. Và cái lý tưởng của thanh niên được thể hiện rất rõ, rất cụ thể trong những hành động của thanh niên hàng ngày. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh của những bạn đoàn viên trẻ đang còn xung kích tham gia cả phong trào thanh niên tình nguyện. Rồi chúng ta có thể thấy hình ảnh của những chiến sĩ trẻ đang còn vững vàng tay súng để bảo vệ quê hương.
chúng ta cũng có thể thấy hình ảnh của những thầy cô giáo trẻ đang ngày đêm vượt mọi khó khăn để đưa học sinh của mình đến lớp. Và chúng ta cũng có thể thấy được hình ảnh của những học sinh của đất nước Việt Nam chúng ta ghi tên mình vào các cuộc thi quốc tế, cũng như hình ảnh của những vận động viên vượt mọi khó khăn để có thể đưa được những cái huy chương về cho Tổ quốc của chúng ta. Đó chính là những hành động thể hiện rất rõ lý tưởng của thanh niên trong thời đại hiện nay. Nhưng mà rõ ràng thì chúng ta cũng phải khẳng định với nhau rằng tất nhiên đại bộ phận thanh niên sống có lý tưởng tốt, nhưng mà cũng như anh hùng lao động Đinh Như Gia lúc nãy đã vừa đề cập đến, thì hiện nay thanh niên bị tác động bởi rất là nhiều chiều, rất nhiều điều trong cuộc sống tác động đến thanh niên, và một bộ phận thanh niên có lối sống hưởng thụ và chưa xác định được cái lý tưởng cao đẹp của mình. Và đó chính là điều mà tổ chức đoàn của chúng tôi đang còn tiến hành tập trung thực hiện để mà có thể định hướng cho thanh niên một lối sống đẹp, một lý tưởng cao đẹp. Và chúng tôi vẫn luôn xác định được rằng chúng tôi sẽ nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để làm sao đó thực hiện được lời nói của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho thanh niên của chúng tôi. Đó là tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến. Nếu mà chúng ta nghĩ nhiều đến hưởng thụ, đặt hưởng thụ cá nhân cao hơn tinh thần phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, tức là chúng ta đã hạ thấp phẩm chất của người thanh niên cách mạng và đã sống hoài, sống uổng những ngày đẹp nhất của cuộc đời mình. Và tôi tin chắc rằng không một bạn đoàn viên thanh niên nào muốn sống uổng, sống hoài những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Chính vì vậy mà lý tưởng của thanh niên, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng, chúng tôi vẫn luôn có cái lý tưởng tốt ở trong trái tim của mình và có thể thực hiện tốt việc kế tục những thành quả cách mạng mà đảng của chúng ta đã xây dựng được. Vâng, trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn Cao Hải Vân. Chúc bạn luôn sức khỏe và có thật nhiều những đóng góp hơn nữa cho tuổi trẻ, cho quê hương, đất nước. Xin được trở lại cùng các vị khách mời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý vị, mùa xuân nữa lại đến, và điều đặc biệt hơn là mùa xuân này Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh của chúng ta tròn 90 mùa xuân vinh quang và tỏa sáng. Và lúc này thì chúng ta hãy cùng gửi gắm những niềm tin đối với Đảng trong thời khắc đặc biệt này. Xin mời bác Đinh Như Gia. Đảng ta đến nay vừa tròn 90 mùa xuân. Tôi tin chắc rằng tất cả các đảng viên trong Đảng Bộ Quản trị cũng như toàn quốc và cũng như các đồng chí và chúng tôi ở đây luôn luôn nêu cao cái lòng tin của mỗi một đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhất định cuộc kháng chiến kiến quốc đã thành công rồi, và xây dựng xã hội chủ nghĩa và tiến lên hiện đại, nó sẽ thành công. Trong cái thành công đó thì có sự đóng góp mỗi một chúng ta, mỗi một như chúng tôi chẳng hạn, và nhiều người góp lại thì nó sẽ thành công lớn. Như Bác Hồ đã dạy, nhiều ngọn gió góp lại thì nó thành bão, nhưng mà bão thì nó tan rã, cho còn ta góp lại thì nhất định nó sẽ thành một cái khối là kinh tế, rồi thì các cái thành quả chính trị xã hội nó rộng lớn và thành công. Thì tin tưởng của chúng tôi này, nhất định chúng ta sẽ quyết tâm và sẽ làm được. Đối với bản thân tôi thì trong cái thời khắc thời điểm mà Đảng ta đã tròn 90 mùa hoa, thì thực sự chúng tôi đang còn thực hiện một cái cuộc vận động, đó là tuổi trẻ Việt Nam sát son niềm tin theo Đảng. Và đó chính là cái điều mà tôi muốn nói. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn luôn sát son một niềm tin với Đảng. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta sẽ đạt được rất nhiều thành tựu. Và chúng tôi cũng luôn tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng thì tổ chức đoàn của chúng tôi sẽ có thể góp phần để xây dựng được quê hương và đất nước, thể hiện được sức trẻ của mình. Và tôi cũng mong muốn rằng chúng tôi là những đảng viên trẻ, là thế hệ đi sau, chúng tôi sẽ luôn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, sự bảo ban của các thế hệ đảng viên đi trước, để từ đó chúng tôi có thể kế tục được những thành quả mà Đảng ta cũng như các thế hệ đảng viên đi trước đã xây dựng được. Vâng, xin cảm ơn bạn Cao Hải Vân. Xin mời Thạc sĩ Lê Thư Huyền ạ. Với cái bản lĩnh chính trị của Đảng đấy, thì tôi cũng gửi gắm cái niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong cái công cuộc đổi mới hiện nay, kể cả công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta, để mà đưa được Việt Nam ta là ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn
như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, và một trong những cái mục tiêu mà Đảng ta đặt ra là phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2030, cũng như là trở thành nước công nghiệp hiện đại năm 2045 và vượt qua 7 trung bình, là mong muốn của không riêng của cá nhân tôi mà tôi nghĩ là cả tất cả đảng viên đã trông chờ vào cái năng lực lãnh đạo sẵn của Đảng để thực hiện các cái mục tiêu đó, để đứng trước năm châu mà Việt Nam không phải quỷ đầu. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Lê Thu Huyền và các vị khách mời rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, những gửi gắm và những kỳ vọng của các khách mời tham gia vào chương trình tọa đàm hôm nay cũng chính là những suy nghĩ tình cảm của tất cả chúng tôi đối với Đảng trong thời khắc mùa xuân về rộn ràng muôn nẻo, khi mà lịch sử 90 năm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam đang được viết tiếp bởi thế hệ trẻ hôm nay, để không chỉ hôm qua, hôm nay, mãi mãi đất nước này vạn đại tươi xanh, như là lời thơ của nhà thơ Tố Hữu viết vào năm 1977, đến nay vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc tự hào của mỗi người về Đảng Quang Vinh. Trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình tọa đàm Chào Xuân 2020 với Đảng Mùa Xuân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị khán giả một năm mới với nhiều thành công mới.